Hôm nay anh sẽ tiếp tục bóc cái này. Nó thật là cái này anh tôi đặt từ hồi đầu hè là bây giờ nó mới ra mọi người. Tức phải. Cái đó một cái stand đi. Bóc nha. Cái gì vậy này mới mua bữa. Biển lắm luôn. Nên là phải đi theo yêu cầu. Ồ. Nó xíu quá à. Thật á, nhỏ xíu luôn. Chờ tính được hay không? Chờ tôi sẽ bóc cái xíu. Bóc muốn không. Nhỏ quá nghe chút ép luôn á hả, nhưng mà rượu khá là xinh nữa. Đây sô tô.